tư. Mà không hỏi chủ mai nhờ bà con điềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi có phải em không? Phải em không? Y chang vậy à. Có đôi mắt dũng thâm thấp chung chung mà nhiều chiến trong ngang tầm dũng sĩ, giờ nhìn tán mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong gặp mặt là mê liền. Anh mê, mà anh mê ai? Anh mê tóc mê người già, mê những điều hò mái dài của ai? Của bà má bà cô từ buổi cãi cứ xài của buổi cà hoài hả? Anh ba ơi, con gái làng em thì thà như đêm, anh ba gieo làm gì đêm quá cho thêm buồn. Ôi cô sáu, cái gì nói chơi có chút xíu à, mà em vẫn em hờn. Anh nói vậy mà không phải vậy à nghe. Vậy chứ anh sao ba? Anh muốn hỏi cô, cái lúa nương vụ trồng đậu cà có tốt hay không? Anh em nói nè, đánh sông mì công mì nhau vàng mới xuống lúa qua màu dương lớn, mầm hạnh phúc màu qua quê em thay trời. Đường dài như son, cô má hồng mà lâu như son. Gió đưa gió đầy mầm lên, em mất cờ, anh em là hai bắt đền. Tan tình là tình tan. Gái như em đây có tìm theo tay mà chăm bố theo diện trời xanh, tan tình. Anh ba ơi, anh đừng khen em quá mà má em má rầy bảo vợ gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói á thì sợ anh bảo con nhỏ đây lầm le. Con ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em mới trở vô nấu bữa chiều. Vậy anh ba vô nhà chơi nè, để tôi xong ruộng đậu em về. Cô nói vậy chắc tôi em không tiện quá cô sáu à. Chứ sao anh ba, không lẽ em chở vô nhà tiếp chuyện với anh ba hết buổi sáng này hay sao? Cô sáu à, cây có gốc có cành mới xanh ra ngọn, tôi muốn cùng cô cho chọn cái mới quen. Ý anh ba, anh nói gì mà em hiểu gì hết vậy? Thôi để em đi, tới đầu kéo chưa rồi. Đi rồi nhé ba. Khoan cô sáu. Trời ơi, cái gì mà gấp dữ vậy?
hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi hết chuyện một lúc cô sản xuất cũng xong thôi. Thiệt mà cô sao chút xíu à. Ý đâu có được à, má em mới la chết à. Trộm em làm chuyện em heo, ở đây tiếp chuyện với má hoài, chắc đấu cả chứ chết heo. Em.